anh với thằng Hiếu ép từ gì mà móc cái cánh quạt rồi gì móc là do đặt ngược, đặt cái đầu cánh quạt vào cái đầu kia, xong lúc mình đẩy nó lên là nó bị tụt vào cái ấy của nó ấy, đặt nhầm vào cái đầu dây dây ấy. Đó. Nhìn thấy cái lá gió của nó không, nó bị hở lên đấy, chắc phải tháo lên nó miết nó xuống. Nếu mà cái tiếng to ấy, cái lá gió, cái tiếng nó kêu to ấy, là cái lá gió nó không nằm sát ở dưới đấy, thế là khí nó vào nó bị đập ấy, nó kêu bạch 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 bạch, nó sẽ kêu to. Đây là phải tháo nó ra, nhưng mà miết nó ngược lại thì tiếng nó sẽ giảm đi. Cháu có làm gì đâu, chơi thank you.
Chưa một con, chưa thám, chưa xỉ. Con bên ngoài này không? Đấy, con em đang tháo ra đây này. Nó bị mưa và nó kẹt. Chó nó nằm, ở cái khe này nó tối nào có bóng đá thì mới lại quay ra làm video. Thế là vừa làm video vừa cày bóng đá. Từ hôm không ngoại hạng Anh không lăn bóng thì không có video nào lên. Đến lúc ngoại hạng Anh lên. Đến lúc ngoại hạng Anh thì chịu khó cày đó.
không biết lắp như thế nào đúng không? Phải phải, giờ em chỉ cho. Có cái nút đấy mà. Đây này, ở đây có cái vết này. Cái vết này là cái lưới ga nó đập xuống này. Cái lưới ga này đã san phẳng chưa? Hả? Cả trên cả dưới đã cho nó phẳng ra chưa? Ồ, đấy nhìn thấy nó phẳng chưa? Cái trên cái mặt sau phẳng chưa? Rồi. Rồi. Bắt chặt ốc vào nhá, cục ốc rồi. Rồi, nguyên hai cái lăn đen này rồi. Hôm anh Huy bảo lấy 15 cái tay khoan vết cốt. Bắt bảo mua 15 cái tay khoan vết cốt. Mình có đấy. Bảo đây anh gọi Nhung cho kho còn. Lấy Nhung, Nhung nó quản lý này. Đây là tay khoan này. Mua thử một lần thấy ngon bổ rẻ. Hiếm người, hiếm khi gặp người thích quét cốt. Ủa hiếm. Cái cốt là cái con tròn tròn, đặc đặc này. Không, không phải cái tay đấy, nó là model khác. Chưa bén hết bán cho mấy người xem. Hồi nó không trở nên là cách của người. Hai con đấy rơi vào khoảng độ bao nhiêu cân? Chục cân không? Hai con này. Ừ. Cân đấy. Chục cân là bao tiền? Có chiếc trang ship. Chục cân rồi à? Thì cái thùng xốp ra đóng cho nó. Thì cái thùng xốp đóng cho nó. Có thùng xốp nào? Đóng lên 3 chỉ xốp. Tính sửa tâm tay qua chỉ báo nó kia. Đóng máy ở sơn. Rồi đóng một hai con. Đóng được cái xô này và anh tính cái xô này mày 10.000 đấy. Nguyên
10.000 cũng không mua được. Anh mua cả một cái thùng bột này để anh lấy cái thùng cho mày. Tính toán được ra được một tí rồi.